bạn đang muốn định giá xe cũ của mình hoặc mua bán xe đã qua sử dụng, Happy Car sẽ hỗ trợ dành cho tất cả mọi người. Định giá xe cũ uy tín nhất, chất lượng nhất. Happy Car, chuyên định giá và mua bán xe đã qua sử dụng. Gọi điện vào hotline ngay mọi người nhé. Minh Huấn xin chào anh chị đang xem kênh YouTube của Happy Car. Và Minh Huấn thì đang đứng cạnh một chiếc xe rất là quen thuộc. Anh chị biết đây là chiếc xe gì không? Đây là chiếc xe Toyota Land Cruiser LC300. Hiện tại thì đang về đại lý và Huấn đang nhờ làm phụ kiện và bị giao cho khách hàng thân yêu của Minh Huấn. Hơn nữa thì khách hàng đã đặt một cái giá là 4 tỷ 286 triệu và đã đặt cách đây 2 năm rồi. Và bây giờ thì xe đã về và Huấn đang bị giao cho khách hàng. Tất nhiên là hiện tại nếu anh chị muốn nhận xe trong tháng 9, tháng 10 hay tháng 11 thì Huấn vẫn đáp ứng được tất cả cho anh chị nếu anh chị quan tâm nhé. Và cái phiên bản này là cái phiên bản LC300, phiên bản mới nhất của Land Cruiser, thế hệ mới nhất tại thị trường Việt Nam, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Chiếc xe này thì hiện tại đang được làm gói dán kính 3M Crystal Light, trại sàn 6D. Và sau khi làm xong cái gói phụ kiện này thì khách có nhờ Huấn sẽ làm một cái bộ body kit chính hãng của nhà máy nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Bộ body kit sẽ được làm xung quanh xe, đó, rất là đẹp. Và khi nào làm xong thì Huấn sẽ chụp ảnh và gửi lên cho anh chị xem nhé. Và cái bộ body kit đấy thì nó cũng có cả luôn cả đèn chào mừng nữa, rất là hay, rất là đẹp. Đó, và đây là toàn cảnh chiếc xe Toyota Land Cruiser LC300, giá niêm yết là 4 tỷ 286 triệu. Chiếc xe quyền lực nhất của Toyota đến thời điểm hiện tại, chiếc xe nhiều công nghệ nhất và an toàn nhất. Tại sao lại an toàn? Chiếc xe này thì khung gầm sẽ sử dụng chung với chiếc xe Toyota, sử dụng chung với chiếc Lexus GX570 anh chị nhé. Và Toyota và Lexus là hai công ty là một rồi đúng không ạ? Lexus là dòng xe sang, còn Toyota thì dòng xe phổ thông. Nhưng cái phiên bản LC300 này là cái phiên bản xe Toyota, phiên bản xe SUV hạng sang anh chị nhé. Vâng, Huấn sẽ kể cho anh chị một số cái đặc biệt trên chiếc xe Toyota LC300 này mà anh chị trước khi mua phải lưu ý. Đầu tiên là chiếc xe này là chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, full size, 7 chỗ ngồi, rất là rộng rãi. Thứ hai nữa là sở hữu một khối động cơ 3.5 turbo, 3.5 lít turbo. Và cái khối động cơ này sản sinh ra công suất và mô men xoắn cực kỳ là lớn luôn anh chị ạ. Đấy, ngoài ra thì bên cạnh cái sự quyền lực mạnh mẽ, khung gầm chắc chắn, rộng rãi thì chiếc xe này vẫn sử dụng được những cái option cực kỳ là an toàn. Ví dụ như cam 360 hay hệ thống an toàn safety sense bao gồm cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm, ga chủ động bám đuổi hay là cụm đèn full LED có khả năng pha cốt hoàn toàn tự động, bật tắt tự động, có cả rựa đèn tự động anh chị nhé. Sang bên này một chút thì Huấn sẽ muốn quay cho anh chị xem cái hông xe. Đó, nó rất là to cao, Huấn cao 1m72. Nhưng mà khi đứng như này này thì chiếc xe của chúng ta nó nuốt chửng Minh Huấn luôn. Đây, rất là cao. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy được là phần thân xe nó là trường và dài. Những cái điểm nổi bật như là những cái viền mạ chrome này nó sẽ chạy dài từ trước ra phía sau. Và ở phía sau này cũng có những cái thanh chrome to bản. Quả lốp này thì rất là đẹp. Đó. Cái màu này là màu titan cả nhà nhá. Và lốp này là R20, 20 inch. Đó. Rất là đẹp và thể thao. Và đằng sau xe thì cái điểm nổi bật của cái chiếc xe Land Cruiser này đó chính là cái cụm đèn hậu LED rất là to, nổi bật. Có lên tới là 4 cảm biến đằng sau và 4 cảm biến đằng trước, tổng là 8 cảm biến. Và tất nhiên rồi, chiếc xe này thì sẽ sử dụng là cốp điện, đá cốp, chống kẹt. Và cái hàng ghế thứ ba này nó cực kỳ rộng rãi, rộng nhất phân khúc rồi. Tại vì Huấn sẽ không nói về độ rộng rãi nữa nha anh chị nhá, tại vì đây là chiếc xe full size rồi. Ngoài ra thì được trang bị là lên xuống ghế, hàng ghế thứ ba hoàn toàn bằng điện luôn anh chị nhá, bằng điện nhá. Đây, Huấn sẽ cho anh chị xem. Tí ở đây. Đó. Đấy ạ. Bên này cũng vậy.
Đó. Đấy là những cái điểm rất là nổi bật trên chiếc xe này. Và Huấn sẽ quay một chút về phía bên trong xe. Tại vì bây giờ thì các anh kỹ thuật viên đang làm dán kính, cho nên Huấn cũng chỉ quay được một chút cho anh chị xem thôi. Phía bên trong xe thì chiếc xe này nó trang bị hầu như là full option rồi. Với hệ dẫn động là hai cầu toàn thời gian và rất là nhiều chế độ lái khác nhau, cũng như là trang bị phanh tay điện tử auto hold và cực kỳ là nhiều cái option. Cực kỳ nhiều option. Màn hình giải trí cũng rất là đẹp, to bản. Điều hòa 3 vùng độc lập, cũng như là cái hệ thống á, vô lăng thì rất là đẹp, thể thao, có nhiều cái nút bấm, nó trang bị rất là full rồi. Cũng có trang bị cửa sổ trời nha anh chị, có cửa sổ trời. Và đằng sau này, những cái chi tiết như thế này thì nhà sản xuất đều được trang bị là gỗ. Đó, hàng ghế đi sau. Đằng sau thì cũng có cả cái một vùng điều hòa độc lập hoàn toàn cho khách hàng, có thể là điều chỉnh được. Anh chị có thể xem được cái sự trang trọng, có cái sự tỉ mỉ khi Toyota họ trang bị trên chiếc xe này. Nếu anh chị là những người thích nghe âm nhạc thì chiếc xe LC300 được trang bị lên tới là 11 loa JBL. Với cái công nghệ loa JBL thì rất là nổi tiếng rồi. Nó nghe rất là hay, âm thanh sống động, âm trầm, âm bổng rất là hay đúng không ạ? Nhiều khách hàng bảo chiếc xe này nó tốn xăng, nó khoảng 20 lít. Nhưng mà hôm nay Huấn sẽ cho anh chị xem là ở đây là cái thông số của nhà máy, thông số của đăng kiểm. Đây, cameraman có thể quay trực tiếp cho Huấn được không ạ? Khi đi kết hợp thì là 12,3 lít này. Trong đô thị là 17,5 lít và ngoài đô thị là chỉ có 9 lít thôi. Tức là khi mà đi đường trường thì loanh quanh 9 lít thôi. Nó rất là tiết kiệm anh chị nhé. Anh chị nghĩ sao khi chiếc xe này mà tiết kiệm như vậy, mặc dù nó khối động cơ là 3.5 turbo cũng như là một cái xác xe rất là nặng. Và hiện tại thì Huấn muốn nhấn mạnh là Huấn đang có xe giao sớm cho anh chị. Nếu anh chị cần xe LC300 thì hãy gọi hotline cho Minh Huấn. Huấn sẽ đáp ứng phục vụ cho anh chị toàn quốc, anh chị bất kỳ ở đâu Huấn cũng bán được cho anh chị. Và tất nhiên rồi là những chiếc xe này thì rất là hiếm xe, ít xe, cho nên là anh chị khi mua hàng thì gọi điện Huấn, Huấn sẽ tư vấn chi tiết thêm cho anh chị nhé. Đó, hiện tại thì Huấn sẽ chờ làm xong phụ kiện và còn làm bộ body kit nữa để kịp giao xe cho khách hàng. Một chiếc xe rất đặc biệt, khách hàng đã đặt 2 năm, bây giờ mới có ở đây. Nhưng nếu anh chị bây giờ muốn nhận sớm trong tháng 9, tháng 10 hay tháng 11 hay thời điểm cuối năm thì Huấn vẫn đáp ứng được cho anh chị tùy cái nhu cầu, cái lịch nhận hàng của anh chị nhé. Và Huấn xin cảm ơn anh chị đã theo dõi đến video video này và đến thời điểm hiện tại. Huấn xin cảm ơn, hẹn gặp anh chị trong những video lần sau ạ.